Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách gấp gọn của cái dòng xe NQ N0 này một cách đơn giản ha. Thì chiếc xe này á, mặc dù á, nó to vậy thôi nhưng mà gấp cực kỳ gọn luôn. Thì đầu tiên các bạn muốn gấp được chiếc xe này, các bạn sẽ quan sát ngay cái gấp này, nó có một cái nút. Thì các bạn sẽ đè vào đây. Các bạn đè vào đây ha, rồi các bạn đẩy qua. Sau đó các bạn dùng một cái tư thế nào đó, các bạn xoay nhẹ. Các bạn đặt xuống. Và các bạn muốn gọn hơn nữa thì chiếc xe này nó có một cái chốt ngay cái cổ lái nữa, thì các bạn chỉ cần ấn lên, các bạn đẩy xuống và các bạn sẽ đẩy xuống luôn ha, là cái chiếc xe này cực kỳ gọn gàng, dành giúp cho chúng ta có thể là để gọn vào trong một góc nhà hoặc là mang theo bỏ vào trên ô tô để đi du lịch ha. Thì cái chiếc xe này nó rất là lưu động nữa, là có thể tháo được nguyên cái cục pin này đem ra ngoài được luôn. Đây mình sẽ gỡ cái cục pin ra cho các bạn ha. Đầu tiên thì các bạn sẽ sử dụng một cái chìa khóa nằm dưới. Các bạn chỉ cần gạt lại. Mình sẽ quay qua đây cho các bạn ha. Các bạn dùng một cái chìa khóa ha. Các bạn sẽ đẩy khóa qua. Là cái cốt này nó sẽ qua thì các bạn có thể là gỡ được cục pin. Rồi các bạn gỡ ra ha. Các bạn có thể kéo cả cái thỏi pin này ra luôn. Thì đây là cái cục pin của cái thương hiệu NQ. Thì để các bạn phân biệt được hàng chính hãng, thì hãng nó in hẳn luôn nguyên cái logo này của nó vào trong đây luôn ha. Thì đây là cái thông số của cái cục pin này. Thì cái chiếc xe này là nó sở hữu là dung lượng là 16A với dung tích là 48V ha. Các bạn có thể là mang ra ngoài, các bạn sạc lưu động được luôn ha. Đây cái lỗ sạc của nó đây các bạn ha, cực kỳ tiện ha, có thể là sạc trong xe hoặc là sạc ở ngoài luôn. Thì khi mà các bạn đóng vô là các bạn nhớ để cái này nằm dưới nha, rồi các bạn sẽ dùng một tay các bạn đẩy nhẹ vào và các bạn sẽ dùng cái này để vịn lại nha. Và sau đó là mình sẽ sử dụng cái chìa khóa, dùng cái chìa khóa các bạn gạt lại cho cái cốt này nó ra ngoài ha, là các bạn đã hoàn thành cái công việc lắp rồi. Sau đó các bạn đẩy cái tay lái này lên, ấn lại. Rồi tiếp đến là các bạn cho cái xe này nó lên, dùng một tay đẩy nhẹ nhàng ra và các bạn ấn lại. Thì khi mà các bạn đã chốt lại được cái khóa này rồi thì hoàn toàn là không thể nào mà bị bung được nó ha, vì cái công nghệ của nó là rất là kỳ chắc chắn ha. Và mình sẽ test cho các bạn cái động cơ. Màn hình hiển thị cho các bạn lên đầy đủ ha. Rồi các bạn vít ga thôi. Đây, mình vít ga cho các bạn xem. Cực kỳ êm ái ha, với khối motor 750W. Xe này đi được hai tính năng luôn nha. Một là đi tay ga, hai là đi trợ lực điện luôn. Ba là chúng ta tắt nguồn, chúng ta đi như một chiếc xe đạp cơ luôn. Đây mình vít lên cho các bạn xem cái tốc độ của chiếc xe ha. Chiếc xe này đạt vận tốc tới là 58 km/h, là gần 60 km/h luôn, với một cái chiếc xe trợ lực điện NQ N0 750W. Để biết thêm chi tiết các bạn có thể là truy cập vào website chợlớnsaigon.vn để xem thêm về cái thông số của cái dòng xe NQ N0 này. Not your baby girl.